Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 7, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Marit Sajampongsa đã đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và Nhân dân Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Marit Sajampongsa gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này. Ghi trong sổ tang, Bộ trưởng Marit Sajampongsa nhấn mạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ đến như một người có trí tuệ và sự kiên trì cao độ, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã phát triển vượt bậc và tăng trưởng nhanh chóng như ngày nay. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò to lớn trong việc tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như nhân dân hai nước. Thưa quý vị, với cách ứng xử ngoại giao vừa chuẩn mực vừa tình nghĩa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chạm tới trái tim, giành được tình cảm, sự mến phục lớn của các nhà lãnh đạo, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đó là dấu ấn của một nhà lãnh đạo có tấm lòng rộng mở, toát lên tư duy và tầm nhìn chiến lược, luôn thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc của mình, nhưng cũng luôn tôn trọng lợi ích của bạn bè quốc tế. Những hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Tổng bí thư đã nâng ngoại giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ của Việt Nam lên một tầm cao mới. Đây là những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong một bài phỏng vấn với phóng viên kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa Bộ trưởng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều di sản quý giá và một trong những thành quả đó là công tác đối ngoại. Xin Bộ trưởng cho biết những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực này. Nhân dân Việt Nam tự hào có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt mà còn là một nhà ngoại giao xuất sắc, mang tầm vóc quốc tế, đã lãnh đạo đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng bí thư là người đã hệ thống hóa một cách toàn diện triết lý đối ngoại của cha ông ta, lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đối ngoại của Đảng, đúc kết nên cái trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đó là gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm cái tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Với các nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, Lào và Campuchia, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn quan tâm, quy tụ, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt này. Với các nước lớn thì các chuyến thăm có nghĩa lịch sử của đồng chí Tổng bí thư tới Trung Quốc năm 2022, tới Nga năm 2018 và tới Mỹ 2015. Cũng như là việc Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rồi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam năm 2023 và gần đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam năm 2024 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không chỉ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương mà còn củng cố hơn nữa cái thế chiến lược của ta trong cái cục diện khu vực và thế giới. Bên cạnh việc triển khai đường lối đối ngoại ngoại giao cây tre, thì uy tín cá nhân của Tổng bí thư đã giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với nhiều nước lớn, cũng như giải quyết nhiều vấn đề lớn trong lĩnh vực đối ngoại. Xin Bộ trưởng đánh giá thêm về nội dung này. Đúng như các bạn đã nói, thì những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong các nhiệm kỳ vừa qua không thể tách rời khỏi uy tín cá nhân của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bạn bè quốc tế, thì Tổng bí thư chính là hiện thân của truyền thống ngoại giao tâm công của Việt Nam. Thu phục lòng người bằng chính nghĩa, bằng tình người, bằng lẽ phải và đạo lý. Với cách ứng xử ngoại giao vừa chuẩn mực nhưng lại cũng rất là tình nghĩa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chạm đến trái tim, giành được tình cảm, sự mến phục lớn của các nhà lãnh đạo, nhân dân, bạn bè quốc tế. Tổng bí thư đã để lại ấn tượng là một nhà lãnh đạo có tấm lòng rộng mở, toát lên cái tư duy và tầm nhìn chiến lược, luôn thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc của mình, nhưng cũng luôn tôn trọng lợi ích của bạn bè quốc tế. Những cái hoạt động đối ngoại, ngoại giao của đồng chí Tổng bí thư đã nâng cái ngoại giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ của Việt Nam lên một cái tầm cao mới. Trong những ngày qua, khi đọc những cái bức điện thư thông điệp chia buồn của lãnh đạo các nước cũng như đông đảo bạn bè quốc tế ở nhiều giới khác nhau, thì chúng ta lại thêm một lần nữa cảm nhận được rõ nét cái tình cảm sâu đậm, sự kính trọng, mến phục từ các nhà lãnh đạo và bạn bè quốc tế dành cho cá nhân đồng chí Tổng bí thư.
Vâng, thưa Bộ trưởng, đối với ngành ngoại giao, trong thời gian qua Tổng Bí thư cũng đã có nhiều trăn trở và đóng góp cùng với ngành. Vậy trong thời gian tới, xin Bộ trưởng cho biết là ngành ngoại giao sẽ làm gì để xứng đáng hơn nữa với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như lời Tổng Bí thư đã căn dặn? Có lẽ tôi cũng như là cán bộ của ngành ngoại giao luôn khắc ghi lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị ngoại giao lần thứ 30, đó là càng hội nhập sâu vào thế giới thì chúng ta càng cần có các nhà ngoại giao đủ bản lĩnh chính trị, đủ trình độ, uy tín, phong cách để sánh vai với các nước, bạn bè quốc tế. Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải là một nhà chính trị giỏi, luôn lấy lợi ích quốc gia dân tộc của chế độ làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Nhà ngoại giao luôn nhớ rằng phía sau mình là đảng, là đất nước, là nhân dân, phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo. Thấm nhuần cái lời căn dặn của Tổng Bí thư, ngành ngoại giao cũng sẽ nỗ lực vượt lên trên chính bản thân mình, viết tiếp những trang sử mà đồng chí Tổng Bí thư hằng mong muốn, là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Xin cảm ơn Bộ trưởng rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng 9 lần thăm Trung Quốc trên nhiều cương vị khác nhau. Do vậy, ông cũng có nhiều dịp tiếp xúc với các chuyên gia, học giả và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Sự hòa nhã, hiền từ và tư duy mẫn tiệp của Tổng Bí thư đã để lại những ký ức đẹp trong lòng các nhân sĩ Trung Quốc từng gặp ông. Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, là học giả nghiên cứu lâu năm về Việt Nam và từng có thời gian dài học tập tại mảnh đất hình chữ S, giáo sư Mễ Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, hết sức tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng và nhân dân Việt Nam, cũng như Đảng và nhân dân Trung Quốc. Người dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhân dân Trung Quốc cũng mất đi một người bạn tốt, người đồng chí tốt và người anh em tốt. Là người đã từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy hết sức đau buồn. Giáo sư Hứa Lợi Bình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng không giấu nổi niềm xúc động về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một học giả có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề ASEAN, tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi cho rằng ông là một nhà cách mạng, nhà chiến lược và nhà tư tưởng vĩ đại. Ông không chỉ có công lao to lớn đối với công cuộc đổi mới, mở cửa của Việt Nam, mà còn có những đóng góp rất quan trọng cho quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Bà Vương Phong, một cựu nhà báo của Tân Hoa Xã, đã bồi hồi nhớ lại lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi mới gặp ông một lần và được tiếp xúc từ cự ly gần. Tôi có cảm nhận ông là một nhà lãnh đạo rất thân thiện, sáng suốt và dễ gần, một nhà lãnh đạo hiếm có của Việt Nam. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương to lớn đối với chúng tôi. Không chỉ dư luận, truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều lời ca ngợi cho những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt-Trung.